mà hóa độ cho ngươi. Ngươi thiệt người có chí xá kỹ thành nhân, nhẫn nhịn ép mình không mỏi, lập công bồi đức rất nhiều. Nay ta đem cái phàm thân của người đổi làm pháp thân, huyễn thể thay làm tiên thể, 6 năm ngộ đạo công đủ, 7 năm chứng quả thành chân, lại hưng phát việc đạo, người phải tinh tấn đừng sai. Trường Xuân nghe nói tỏ ngộ linh cơ hiển sáng, ngó lại trong tay thấy cầm cái hốt, chứ không phải con dao, lại thấy trong 3 ông có 1 ông không cầm hốt, thì chắc hốt mình cầm đây là hốt của ông, phải đem lên trả lại. Nghĩ rồi tự nhiên mình nhẹ bay lên trên mây, đem cái hốt dâng cho Tam Quan Đại Đế. Thấy 3 ông thăng lên đi mất. Rồi Khưu Trường Xuân muốn trở lại, nhớ thầy tướng Ma Y đoán mình số bị chết đói, nay mình đạo quả đặng thành, chắc phải bị đói nữa. Để mượn đám mây này qua Hà Đô thử ông coi có hiểu không. Chủ ý định rồi trở mây lại, một khắc đi hơn muôn dặm, gần tới nhà thầy tướng thấy một người chừng 20 tuổi, chính là em nhỏ khi trước đem bánh cho ông ăn. Hỏi ông đi đâu? Ông nói đi coi tướng. Người ấy nói, cha tôi không đi ra ngoài, nhưng ông muốn coi thì theo tôi vào trong. Nói rồi dẫn Trường Xuân vô trong. Ông Ma Y đang ngồi trên ghế thấy Trường Xuân đi vô, liền tiếp đãi theo khách quý. Trường Xuân thấy ông Ma Y râu tóc đều bạc, già yếu lưng khòm, nói rằng, mấy năm nay không gặp thầy râu tóc đều bạc hết. Ma Y toán hỏi rằng, nhớ có gặp thầy mà chẳng biết ở đâu. Khưu Trường Xuân rằng, không nhớ người, đang xa tả khẩu, mạng bị chết đói đó sao? Ông Ma Y nghe nói liền coi tướng lại, vỗ tay cười lớn rằng, diệu thay, diệu thay, chẳng biết đạo trưởng có lập cái công đức chi lớn, nên nay đem tướng cũ đã đổi biến lại rồi. Trường Xuân rằng, lão tiên sinh nói cái tướng định chung thân không cải đặng, sao nay nói cải biến? Ma Y đáp, vì tôi biết tướng trên mặt chứ không biết tướng trong lòng, nay đạo trưởng tướng đổi theo cái tâm nên tôi thiệt thấu chẳng đặng đó. Khi trước thấy 2 cái chỉ chạy vô trong miệng, tên là đàn xà tả khẩu, chỉ về chỗ chết đói. Còn nay 2 đường chỉ trở về lên chỗ thừa tướng là chỗ nhân trung. Trên thừa tướng lại sanh 2 mục ruồi son, phối thành cuộc tốt, tên là Lưỡng Long Hí Châu. Thiệt chỗ quý nói chẳng xiết, ứng đặng chỗ đế vương cúng dường, phước đức vô lượng. Thiệt tôi xiển học chẳng tỏ đặng, xin thầy đừng trách. Trường Xuân nghe nói lấy làm cảm phục, thầm tưởng ông thầy tướng thật là thần thông vô cùng, rồi liền cứu trở về Bàn Khê vô núi ngồi tu. Nhưng cái niệm động ra trong lòng tình khảo, còn ý tử kêu muốn đi cười ông Ma Y, mà sanh thêm nghiệp chướng. Đương ngồi công phu, khi không như quên như nhớ, thí như cái thân này ở trên núi cao lại khởi một trận cuồng phong, hiện ra một ông cọp dữ, muốn lại chụp ông. Ông đem việc chết coi như không, chẳng có chút sợ trong lòng, rồi cọp liền biến mất. Lại mơ màng thấy một người đạo nhỏ đi đến nói rằng, thầy tôi là Mã Đơn Dương tới, sao sư thúc không dậy đi rước? Quả thấy Đơn Dương bước vô, Khưu Trường Xuân tưởng rằng, đạo không luyến tình, tới cũng không mừng, đi cũng tự ông. Rồi lại thấy người ta đi đến nói rằng, mấy người tôi nhờ ông đưa qua sông nay đến kỳ gặt lúa, đem lại 30 táo cho ông, và 2 quan tiền mà đền ơn khi trước. Nói dứt đem lúa để trước mặt, ông cũng bỏ qua không tưởng, rồi cũng mất. Lại thấy một đứa con gái tuyệt sắc, chừng 17 tuổi, nó bị mẹ ghẻ ở ác độc đánh hoài, trốn lại đây. Cô gái nói, nay tôi muốn đi về nhà mà đường xa không dám đi, xin thầy đưa giùm, tôi cảm ơn ngàn thuở. Nói rồi than khóc một hồi. Trường Xuân cũng không đi tới, như không biết không hay. Rồi nó cứ theo nắm tay ông biểu chỉ đường hoài. Ông cũng tự nhiên, không nói chi hết. Rồi lại thấy người chị dâu dắt 2 đứa cháu, nói không đủ ăn, tôi người đàn bà không sao nuôi đặng. Chú nay niệm tình cốt nhục tính liệu giùm mẹ con tôi. Nói rồi biểu 2 thằng cháu lại kêu chú ơi, chú hỡi, mà đòi ăn, tán loạn một hồi. Trường Xuân đương tỉnh, trí huệ phát sanh không tưởng tới mấy việc đó. Cứ giữ cái đạo, coi như không có việc chi hết. Vẫn nghe trên không trung nổ một tiếng lớn, thấy cửa Nam Thiên mở rộng, lại có 2 người đồng tử, dẫn Bạch Hạc đến trước mặt nói rằng, tôi Vân Sắc Ngọc Đế thỉnh chân nhân cởi hạt phi thăng. Chớ nói tam thi sanh cảnh huyễn, phải phòng 6 giặc loạn tâm điền.
Hồi thứ 25. Chơn Dương Túc quần âm thối tán, ác oán dinh hiệp gia trầm luân. Nghĩa là Chơn Dương đủ quần âm lui tán, ác dãy đầy cả nhà bị trầm luân. Có bài kệ rằng: dưới gò núi Hắc Mã Quang Vinh, cỏ rậm rừng mê quái điểu minh, lụy chỗ tuyền đài người chẳng tỉnh, đào tàng lý rụi hoa thanh linh. Lại nói Khưu Trường Xuân ngồi trong miễu bàn khê công phu, đương lúc tịnh, tẩy thấy hai đồng tử, dẫn Bạch Hạc đứng trước mặt nói rằng: vâng lời Ngọc Đế sắc lệnh, thỉnh chân nhân cởi hạt phi thăng. Trường Xuân liền nhớ lời Tam Quan Đại Đế nói 7 năm thành chân, có lẽ nào bữa nay đặng thành? Hay là âm ma trong mình nó hiện ra mấy thứ huyễn cảnh mà phá công phu của ta? Ông tỉnh ngộ đặng rồi. Hai người đồng tử cùng Bạch Hạc cũng đâu mất, một mình ngồi trên bồ đoàn, muôn việc đều không. Ông nghĩ tại mình ý giỏi, muốn đi thử ma y, nên sanh việc âm ma nhiều thứ quái lạ mà khảo mình. Phải mình không tỉnh chắc nó đoạt cái linh tánh. Nghĩ rồi ông liền tự hối rằng, nếu như chẳng luyện dứt cái âm khí sao đặng thuần dương. Vậy phải dùng một phép mà trừ cho đặng ma chướng tiêu sạch, mới là phép chân tịnh. Rồi đó ông bỏ chỗ bàn khê đi kiếm đặng cái núi đất. Thấy dưới núi có cục đá tròn, nặng hơn 100 cân, cũng là chỗ thanh tịnh vắng vẻ. Ông cất cái anh tranh mở tu luyện. Thể chừng có âm ma phát ra, ông đi ôm cục đá lên nửa núi lăn xuống, rồi ngồi tịnh. Như có sanh nữa thì ông đi ôm đá lăn nữa. Làm như vậy 3 năm âm ma mới trừ sạch, mới đặng thuần dương, mấy thứ huyễn cảnh đều dứt, linh hiển đặng thông thiên cơ liền ứng, thấy rõ biết chỗ Vương Đại Môn có việc mà thiên cơ chẳng dám tiết lậu. Ông định đi lại đó khuyến hóa đôi lần, bằng đặng tỉnh ngộ khá khỏi chỗ trầm luân tai ách, chẳng mất lòng thượng đế hóa sanh chi đức, đặng mở chỗ cứu đời. Tưởng rồi ông liền bỏ núi đất đi qua xứ đó. Xứ đó có một người họ Vương tên Vân, nhà giàu lớn, người người đều gọi là Vương Đại Môn. Chỗ ấy trên núi dưới nước, sơn thủy rất tốt. Vương Vân tuy giàu sang mà lòng khắc bạc, hay dùng dạ già cưng non, ra ít thâu nhiều, thường hay khi nghèo hiếp yếu, chiếm đoạt ruộng đất của người. Trong nhà tôi tớ đều mượn oai hổ, húng hiếp xóm giềng. Gian dâm phụ nữ không chút lòng nhân, ỷ theo chủ mà nương cậy, gây tội ác vô cùng. Trước nhà có cục đá dài hơn 1 trượng mấy thước, đầu lớn đuôi nhỏ giống như con sư tử, nên ai cũng kêu là thạch sư tử. Trong nhà người làm công nhiều lắm, thể đến bữa cơm, người coi cửa nhảy lên lưng sư tử lấy đá đánh 1 tiếng, 4 phía đều nghe liền về ăn cơm, ngày ngày như vậy. Cách nhà chẳng bao xa có cái núi thấp, trên núi có một cái miễu bà Quan Âm. Khi trước, ông nội của Vương Vân tạo làm có cúng ruộng đất, có người chủ trì. Qua đến Vương Vân làm chủ, đuổi người đó đi, ruộng đất lấy lại. Miễu chưa hư, thần tượng còn mà không ai phụng sự, duy còn cái miễu hoang. Khưu Trường Xuân vào ở trong miễu, mỗi ngày nghe cục đá kêu thì biết tới bữa ăn, đến xin 10 mấy bữa không ai thèm hỏi tới ông, huống hồ chén cơm bát nước, tài nào mà xin đặng. Trong nhà có một đứa tớ gái tên Xuân Huê, thấy ông đến xin mấy lần không ai cho, trong lòng bất nhẫn, liền lấy bánh giấu đem cho ông, rồi biểu thầy phải đi cho mau, chỗ này chẳng phải chỗ lành. Qua bữa sau, ông đến xin gặp Vương Vân đứng trước cửa. Ông Khưu muốn độ Vương Vân, biết người nhà giàu là do kiếp trước có tu, mà nay lòng hay khắc bạc không biết tự hối. Nên thấy Vương Vân đứng đó, ông liền đọc 4 câu kệ đặng cảm động lòng Vương Vân. Kệ rằng: vì lợi tham danh chẳng trở đầu, có bữa vô thường việc chẳng lâu, ruộng đất bạc tiền đêm chẳng đặng, không về kiếp đến phải lo sầu. Khưu Trường Xuân đọc rồi, Vương Vân nổi giận mắng rằng: mấy thằng giả đạo đừng ở đây nói bậy, bình sinh tao không tin phép Phật, mày phải đi mau mới khỏi chịu nhục. Ông Khưu rằng: bần đạo đến quý phủ xin bữa cơm, cầu ông cho ít nhiều. Vương Vân thấy ngoài cửa có cái thùng hốt cước ngựa, chẳng có cái vá một bên, vói tay lấy xúc 1 vá cước đem lại nói rằng: mày cầu tao thí giúp, để tao cho mày cái này lấy không? Trường Xuân đương muốn khuyên Vương Vân, tưởng là y nói chơi nên lấy bầu đưa ra. Vương Vân đổ cước vô trong bầu. Trường Xuân nói: cước ngựa này ông cho tôi có chỗ chi dùng chăng? Vương Vân nói: cước đó tao cũng mướn người đi hốt, nay đem cho mày cũng là thi ân. Ông Khưu nghe nói than rằng:
Thiện tai, thiện tai. Vân Vân và nội nhà tôi tớ đều cười lớn, duy có con Xuân Huê trong lòng bất nhẫn. Bữa sau Xuân Huê thấy mấy người ăn rồi đi làm hết, lén lấy bánh bỏ trong túi, ra coi có ông lại xin hay không. May gặp Trường Xuân đứng trước cửa, liền đưa bánh cho ông. Ông nói, ta chẳng phải tới xin bánh, vì có một việc kính muốn nói cho cháu hay. Phải thường nhớ trong lòng, chừng nào mắt con sư tử đỏ, cháu phải mau lên trên miễu Quan Âm, đặng lánh nạn. Trốn vào 1:03 thì khỏi chết. Nói rồi liền đi mất. Xuân Huê thường nhớ trong lòng, mỗi ngày coi chừng thạch sư tử mấy lần, thường bữa như vậy. Có thằng nhỏ Dữ Trâu thấy Xuân Huê làm như vậy hỏi rằng, chị làm gì mỗi ngày ra coi con sư tử chi vậy? Xuân Huê rằng, hôm trước ông thầy xin ăn nói với tôi biểu coi chừng con mắt thạch sư tử đỏ, thì mau chạy lên trên miễu Quan Âm trốn 1 thì khỏi nạn lớn. Thằng coi trâu nghe nói việc lạ muốn phá chơi, lén lấy cục đá đỏ, chiều cột trâu sớm, chạy lên thạch sư tử lấy miếng đá vẽ, trong con mắt sư tử rồi núp phía sau coi Xuân Huê làm sao. Gần tối thấy Xuân Huê trong nhà ngồi đứng không yên, thầm tưởng trong lòng, hay là sư tử mắt đỏ rồi chăng? Lật đật chạy coi, chẳng sợ chủ nhà nghi. Chạy thấy hai con mắt của sư tử đỏ hết, lấy làm sợ hãi, liền chạy lên miễu Quan Âm. Thằng coi trâu thấy vậy cũng chạy theo tới miễu, liền nghe nổ một tiếng vang trời động đất, bốn phía nổi mây đen tối mịt, gió thổi âm âm đến nửa đêm mới dứt. Xuân Huê với thằng nhỏ trốn dưới bàn Quan Âm, nghe tiếng nói ào ào như ngàn người đánh trống. Đến sáng mới dám ra coi, ai nấy kinh hồn khiếp vía đều nói. Biết Vân Vân là người sắc bạc, ỷ chúng hiếp cô, khi dễ ông bà cha mẹ, lấn lướt xóm giềng, miệng độc như rắn, chúng bạn đều ghê. Tôi tớ có lỡ thì miệng chửi tay đánh, guốc roi liền bữa, chẳng có lòng thương, như vậy cũng đành. Có kẻ nói, chết một con sâu độc cắt giống Xuân Hòa, nhổ một gai hùm khỏi ăn thâm luồn cẳng. Người khác nói, hễ khắc bạc người tức là làm hại mình, dung người thương người tức là dung thương mình đó. Nên có câu, trời đất không tư, lành thì đặng phước, giữ thì mắc họa, không sai. Lại thấy con sư tử chẳng trôi, ngã nằm tại giữa sông. Xuân Huê thấy nội nhà chủ bị trôi hết, khóc lên một hồi, kinh động trong xóm. Người người chạy ra coi đều nói, trời có mắt báo ứng không sai. Rồi hỏi Xuân Huê sao mà nội nhà chủ nó chết chìm hết, nó trốn đâu mà khỏi. Nó bèn đem việc ông đạo trưởng đi xin thuật mọi việc cho mấy người nghe. Ai nấy đều nói, Vân Vân hung ác, số định đến rồi nên trời giáng thủy tai thâu kẻ bạo tàn. Còn ông đạo đó chắc là thần tiên đến khuyến hóa cho y, mà y đã chẳng chịu hồi tâm, lại thêm khi dễ kẻ nghèo, lấy cước ngựa cho người ta ăn, thật là tán tận lương tâm, nên sẽ bị tai kiếp. Còn Xuân Huê tuy là tôi tớ, mà có thiện căn nên được cứu khỏi nạn. Thằng coi trâu cũng nhờ theo Xuân Huê mà khỏi chết. Ấy vậy, người ở đời phải làm việc lành thể lòng trời đất, thương người thương vật phải tin nhân quả. Phải sợ nhà tối có thánh thần soi xét, nên chẳng dám làm điều quấy. Đến chừng gặp đại nạn mới có thần thánh cứu hộ chẳng sai. Rồi hỏi Xuân Huê bây giờ cháu tính làm sao? Xuân Huê đáp rằng, cái miễu này nguyên ông nội của chủ tôi lập ra, chung quanh ruộng đất có để cúng trong miễu. Thôi tôi tính ở tại miễu này tu hành, cũng không ham việc trần chi nữa. Tôi nghĩ của tiền như bọt nước, đời người như giấc chim bao. Như chủ tôi mới thấy buổi chiều sáng ra biệt phát. Hỡi ơi, giường ấy còn lo làm chi, kiếm một bữa vui qua một bữa, tầm đường ngay mà thoát lưới trần. Vậy cháu xin cô bác thương, dầu có nắng mưa, cúi nhờ ơn cô bác, thế nào cháu cũng nguyện tu thân. Mấy người nghe nói mừng lắm, tiếp rằng, để bà con ta giúp đỡ tiền ăn cho qua ngày. Nói rồi Xuân Huê kiếm một bà già ở với nó làm bạn, nhất tâm khổ chí tu hành. Đặng mấy năm sau, Khưu Chân Nhân ở tại Long Môn, động tịnh dưỡng, biết Xuân Huê có lòng chân tu, ông đi đến độ Xuân Huê, sau nó cũng đặng thành chánh quả. Việc này là việc sau. Đây nhắc lại khi ông Trường Xuân bảo Xuân Huê đi tị nạn, rồi ông liền đến chỗ Long Châu tại vách đá. Trên vách có cái động. Là khi đời nhà Tần Mạc, Hớn Hưng, có ông Lâu Cảnh Tiên Sanh ở đó mà định nhật nguyệt. Dưới có con sông, vách đá giữa khe nước, nước thường chảy vòng theo vách, đứng xa ngó lại thấy như ở giữa khe nước. Cái động ấy có cửa,
nên người ở xứ đó lâu năm thấy động hình như vậy, nên đặt tên Long Môn, lấy tích Lý Ngư Khiêu Long Môn, tức Lý Ngư Khiêu Long Môn tục kêu là võ môn tam cấp. Con cá nào nhảy khỏi thì thành rồng, không khỏi thì té chết, nên lấy xương kêu là Long Cốt. Thư Trường Xuân tới đó nhớ câu, môn thượng Long Phi, chắc ứng tại đây. Rồi ở tại động tu chân dưỡng tánh 2 năm. Khi đó chỗ Long Châu trời hạn, quan thấy thú biểu dân trong ấp cầu đảo mà không mưa, lúa cây đều khô hết. Muôn dân thọ khổ, Thư Trường Xuân liền đến quận nói để định ngày cầu đảo 3 ngày có mưa, phổ cứu nhân dân. Quan quận nghe nói mừng tiếp rồi sắm lễ vật bái thỉnh cầu đăng đàn. Thư Trường Xuân sửa soạn áo mão, phủ phục đốt hương lên đàn, một lòng thành kính niệm cảm Thượng Đế. Quả thiệt mưa lớn 3 ngày 3 đêm, ruộng rẫy đặng mùa, muôn dân an ổn. Qua năm sau, mấy tỉnh ở Bắc Kinh cũng bị trời hạn, không mưa, trên vua khẩn đảo cùng bá quan cầu mưa không đặng. Ngương Thuận Đế truyền chỉ treo bảng cầu mưa, thỉnh mấy vị tu hành có đạo, ai cầu đặng mưa gia quan trọng thưởng. Khi đó bảng vua treo rồi, các tỉnh đều nghe. Có quan thái thu ở Long Châu bảo cử một người cầu mưa. Ngày xưa bị đói khát, mà nay động đế vương. Hồi thứ 26. Kỳ Vô Trạch hồi thiên chuyển nhật, thi dự thuật khoáng phụng du long. Nghĩa là, cầu mưa thuần trở trời che nhật, ra phép diệu đổi phụng thay rồng. Có bài kệ rằng, một tấm lòng thành cảm đến thiên, lại thấy mùa nắng trở phong niên, chớ lợi ngương chúa thương dân thiết, tại thiệt chân nhân phép diệu huyền. Lại nói ngương Thuận Đế ra bản chiêu cầu người có đạo đức, đặng cầu mưa cứu dân. Quan thái thú ở Long Châu dân sớ tâu đến trên kinh bẩm rằng, tại Long Châu, động Long Môn, có người cao sĩ là Khư Trường Xuân, đạo đức thanh cao. Năm đó Long quận khô hạn, nhờ ông ra sức cầu, đặng mưa lớn 3 ngày, phổ cứu muôn dân. Nay hoàng thượng muốn cầu võ cứu dân, chẳng có người đó chẳng đặng. Thần nay có lòng cứu dân làm phước, nên dám phụng tấu. Ngương Thuận Đế nghe rồi rất mừng, liền mạng hiệp lý Thác Thác đại phu đến xính cầu Trường Xuân. Đi mấy bữa mới tới động, trình dân ngọc chỉ, tỏ lời ngương chúa thỉnh cầu đảo võ, vân vân. Trường Xuân nghe đặng vui mừng ưng chịu, cùng quan đại phu đồng tới Bắc Kinh, bữa sau vô chầu Thượng Hoàng Vạn Tuế. Ngương Thuận Đế tôn lấy sư lễ, từ tạ cửu khanh chi thượng. Nói việc cầu võ, Trường Xuân tâu rằng, hoàng thượng hết lòng thương dân tai kiếp, thần cam vân mạng, nào dám chẳng ra công, mà phải lập một cái đài cao đặng làm lễ cầu đảo. Hoàng thượng ra niệm hương bái lễ chứng minh, rồi thần quỳ cầu đảo, tấu một lá sớ lên Thượng Đế, xin kỳ 3 ngày có mưa. Ngương chúa nghe vậy, có sắc mừng ưng chịu, liền mạng quan hữu tư đi làm võ đàn, rồi biểu quan thái giám đưa Trường Xuân tới, tập hiền quán an nghỉ. Bữa sau, quan hữu tư vô tấu, nói võ đàn làm rồi, xin dời pháp sư lên đàn. Ngương Thuận Đế liền mời Trường Xuân đi. Thiên tử cung kính, ngang đèn lễ bái rồi ngự giá về cung. Còn Trường Xuân phủ phục tại võ đàn, cùng bá quan văn võ chay giới phân ban, khẩn cầu tâu thiết. Qua ngày thứ 3, giờ ngọ, mặt nhật thinh không chuyển đỏ như son, nắng thôi cùng xứ, người người đều đổ mồ hôi. Trường Xuân lấy nhành dương nhúng nước rẫy một cái, ngồi mật niệm trong mình vận chuyển rần rần. Rồi thấy trên mặt nhật có xanh một đám mây đen che án. Một lát thiên hôn địa ám mưa xuống liền liền, luôn hết mấy ngày, cây trái đương khô đặng phát biến sắc phục xanh, nhân dân vui mừng. Cả thấy vạn vật sanh linh đều cảm. Ngương Thuận Đế trong tâm mừng rỡ, phong Trường Xuân làm chức hoàng đạo chân nhân, để ở tại kinh sư đãi làm thượng khách. Bữa nọ, ngương chúa mời chân nhân vào trong cung, đi dạo ngự huê viên. Trong đó có cỏ trường xanh, bông không tàn, cảnh vật tinh tốt, nói thôi chẳng xiết. Ngương chúa đồng ngồi với Trường Xuân trên ghế giảng đạo luận chuyện, có ngũ sắc tường vân phủ che nửa lừng trời. Hễ nói đến chỗ huyền diệu thì ngương chúa than rằng, trẫm như không lãnh việc nước, nguyện theo chân nhân du lịch, để trẫm có hậu rồi sẽ bái chân nhân làm thầy, nhập sơn tu luyện. Chân nhân tâu rằng, hoàng thượng chớ lo, hoàng hậu đã hoài long thai, chẳng bao lâu sanh đặng thái tử. Ngương chúa thầm tưởng, chân nhân quả thiệt thần tiên, lại biết hoàng hậu có thai, bèn hỏi rằng, hoàng hậu quả thiệt có thai, mà chẳng biết sản long hay phụng. Thưa chân nhân rằng,
thần đã đoán chắc rồi, thiệt là Long chứ không sai chạy. Ngương chúa nói, quả như lời chân nhân trẫm đặng may lắm. Nói rồi Khưu chân nhân tỉnh lễ ra về. Ngương chúa hồi cung nói với hoàng hậu rằng, Trường Xuân chân nhân toán chắc ngự thê ngán dựng Long thai, chẳng biết thiệt không. Hoàng hậu tâu rằng, sao bệ hạ dám chắc vậy? Thôi để mời quốc sư lên điện cùng chân nhân đồng toán, hai đàn đồng nói tương phù ý hiệp mới biết chắc. Ngương chúa đại hỷ, bữa sau cho mời Bạch Vân thiền sư với Khưu chân nhân lên điện. Đồng toán hoàng hậu thân dựng sản Long hay phụng? Bạch Vân thiền sư đánh tay toán rồi tâu rằng, ý thần thử toán nương nương thân hoài phụng thai, định sanh công chúa. Ngương chúa lại hỏi, Khưu chân nhân ý hạ như hà? Chân nhân tâu rằng, thần bữa trước cùng hoàng thượng có nói rõ ràng, hoàng hậu thân hoài Long thai, ắt sanh thái tử, nào có sai? Bạch Vân thiền sư cười rằng, thầy có ở tại Ngộ Huyền ắt biết tinh vi lý số, phải toán lại coi. Khưu Trường Xuân định thần chiếu thấu thai bào đáp rằng, toán chắc không sai, thế nào cũng sanh thái tử. Thiền sư nổi giận nói rằng, lý số của tôi toán mấy lần cũng không sai chạy, e thầy nói vọng ngôn làm cho rối loạn lòng vua. Khưu chân nhân rằng, số lý chẳng bằng thiên lý, âm đức có sức đổi trở đặng trời, làm lành có công cải số cũng đặng. Nay thánh thượng ra lòng cầu võ, phổ cứu muôn dân, côn trùng thảo mộc cũng đặng nhờ đức. Đó là ơn đức rộng lớn mà cảm động đến tam thiên, chuyển nữ thành nam, hóa phụng thành long cũng chưa khá biết. Bạch Vân thiền sư nói, ta tưởng nhà ngươi có đạo, hóa ra cũng chỉ tầm thường, hoài thai đã trước, cầu võ lúc sau, nào có thai đã sanh thành rồi mà lại cải biến đặng. Chân nhân đáp, tôi đã định chắc, nào có cương biện. Bạch Vân thiền sư rằng, thầy dám cá với tôi chăng? Chân nhân đáp, cá thì cá sao chẳng dám. Bạch Vân thiền sư nói, bằng thiệt Long thai tôi đem chùa Bạch Vân dâng cho thầy. Khưu chân nhân cũng nói, bằng như phụng thai tôi nguyện dâng thủ cấp cho ông. Thiền sư cười nói, đừng có thối hối. Chân nhân rằng, một lời nói chắc nào có thối hối. Thiền sư nói, miệng nói không bằng phải lập tờ làm chắc. Khưu chân nhân nghe nói liền xin giấy mực, tại Long án làm tờ rằng, tờ cam đoan, tôi người lập tờ cá thủ cấp là Khưu Trường Xuân, nay cùng Bạch Vân thiền sư hơn thua, đằng sau trong cung chúa mẫu sản sanh phụng nữ, Khưu Trường Xuân cá thua, nguyện dân thủ cấp, không đặng trở lời. Bạch Vân thiền sư cũng tại trước ngự án biên rằng, tờ cam đoan, tôi người lập tờ cá Bạch Vân tự là Bạch Vân Tăng, nay cùng Khưu Trường Xuân đấu thắng, như sau trong cung chúa mẫu sanh hoàng tử thì Bạch Vân Tăng phải thua. Nguyện đem Bạch Vân tự giao cho Khưu Trường Xuân, không đặng đổi lời. Biên rồi hai đàn ký tên, giao tờ coi đọc xong rồi, có bá quan vi chứng, dâng lên ngự án. Ngương Thuận Đế Long Mục xem qua rồi thâu để đó chờ hoàng hậu sanh sẽ hay, rồi bãi chầu đều về hết. Lại nói Bạch Vân thiền sư về Bạch Vân tự, tưởng việc Khưu Trường Xuân đoán quyết như vậy. Hay là hoàng hậu Long thai, mình toán sai chăng, trong lòng chẳng an. Toán lại số lý thật không sai, rồi mừng thầm nói, Khưu Trường Xuân, nhà ngươi đừng trách ta, việc này tại mình làm ra tai họa mà hại tánh mạng, uổng cho người tu hành một đời, vì một việc mà ô danh ngàn thuở. Lại nói Khưu Trường Xuân về tới tập hiền quán, toán chắc định ngày hoàng hậu sanh thai, rồi đốt một lá thần phù lên trên cung cửu thiên huyền nữ, mượn một vị tiên tên là Ngọc Trịnh tiên nữ, biến hóa vô cùng, thần thông chí diệu. Tiên nữ vâng lệnh cửu thiên đến nghe Khưu chân nhân sai khiến. Khưu chân nhân nói cùng tiên nữ rằng, đêm nay đầu canh năm, trong Ninh Vương phủ, Tà Vương Phi sanh một đứa con trai. Tiên nữ đem cái hồ lô biến ra một đứa con gái, đi đổi đứa con trai, ẩm đến tại cung Kim Lan Điện. Đợi tôi đổi phụng rồi tiên nữ sẽ đem con gái này đổi lấy cái hồ lô lại. Tiên nữ vâng lệnh đi liền, y như lời dặn. Lại nói đêm đó giờ tí, hoàng hậu sẵn sanh công chúa, y lời Bạch Vân thiền sư nói sanh phụng thai, rồi mấy người cung phi báo cho ngương chúa hay. Thuận Đế nghe báo sản phụng thai, trong lòng phục thiền sư toán giỏi, rồi lại lo Khưu chân nhân tánh mạng chẳng còn. Vậy phải lo phương chi cứu khỏi mới phải đạo vua tôi. Buổi chầu mai, bá quan đều biết hoàng hậu sanh công chúa,
liền lên chầu giá. Bạch Vân thiền sư cũng đến chầu mừng tâu rằng, thần nghe hoàng hậu sản sanh công chúa. Tiếp nối thạnh triều, thần thiệt vui mừng, nguyện ngô hoàng vạn tuế công chúa thiên thu. Ngưng Thuận Đế than rằng, trẫm mạn không hậu cũng chẳng than phiền, vì Khưu Chân Nhân toán sai âm dương, ắt phải chịu thua. Trẫm niệm y có công cầu võ, muốn cứu cho khỏi, nguyện đem tiền kho 10 muôn, bồi bổ Bạch Vân tự, đặng chuộc cái thủ cấp của Khưu Chân Nhân. Ngưng chúa nói rồi, Bạch Vân thiền sư còn đang suy nghĩ. Hoàng môn quan báo có Khưu Chân Nhân đến chầu. Ngưng chúa liền mạng cho vô. Khưu Chân Nhân chầu bái rồi cung hạ. Hoàng chúa, nay hoàng hậu sanh thái tử nối nghiệp thiên thu. Ngưng chúa rằng, Chân Nhân lầm rồi, trẫm hay hoàng hậu sản sanh công chúa. Khưu Chân Nhân tâu, thần toán vạn vô nhất thất, như quả thiệt công chúa thì xin ẩm ra cho coi, có thác thần cũng cam tâm. Ngưng chúa ý muốn cứu hộ mà nghe lời Khưu Trường Xuân khẳng khái thì không vui, bèn kêu cung nữ ẩm ra coi. Khi đó đến giờ mẹo, tiên nữ đem hồ lô hóa làm một đứa con gái, đổi đứa con trai của bà Vương Phi, rồi bồng lại che khuất các thần quan, đứng lên Kim Lan điện đợi hầu. Kế thấy cung nữ bồng công chúa dâng cho Ngưng Thuận Đế, vua biểu cung nữ đưa cho Khưu Chân Nhân coi. Chân Nhân hai tay tiếp bồng, lấy tay áo che qua. Tiên nữ đem lông đổi phụng, đem vào vương phủ, trả lại lấy hồ lô về. Bá quan nhục nhãn phàm thân, làm sao mà thấy đặng? Còn Bạch Vân thiền sư chẳng qua là có trí huệ, chớ không có thần quan thì cũng không hiểu thấu. Khưu Chân Nhân sau việc du long hoán phụng, hai tay bồng thái tử đưa cho bá quan coi phải trai hay gái. Bá quan coi rồi liền hô, thái tử thiên thu. Làm Bạch Vân thiền sư thất sắc, chạy lại ẩm coi, thật rõ ràng thái tử. Bạch Vân thiền sư đỏ mặt rồi cũng xưng hạ rằng, quả thiệt hậu triều thử quân, tức là có thái tử nối nghiệp. Nói rồi liền đem dâng cho Ngưng chúa. Ngưng chúa thấy việc lạ cũng tùy miệng cãi rằng, trẫm nghe cung nữ truyền báo chứ chưa thấy. Tưởng công chúa, đó là trong cung nói lầm. Liền sai quan Lộc Tự đãi tiệc 3 ngày, đại xá thiên hạ, rồi Ngưng chúa lui chầu văn võ tán ban. Khưu Chân Nhân hỏi Bạch Vân thiền sư rằng, nay sự thể đã rõ ràng, thầy tính làm sao? Bạch Vân thiền sư đáp, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, nói sao làm vậy? Ngày mai tôi giao chùa cho ông y theo lời giao kết, có chi phân hỏi? Nói rồi hai đàn đi về, còn Khưu Chân Nhân ở trong quán sai tiên nữ đem trả hồ lô cho Cửu Thiên Huyền Nữ, việc đó xong rồi. Lại nói qua Bạch Vân thiền sư, về đến Bạch Vân tự, trong lòng chẳng phục. Lại toán số nữa, cũng tính không ra. Thiệt là cờ cao một nước khó hơn qua, nghề yếu 3 phân cũng thấy thua. Rồi mắt trân trân than thở. Người phục thị đứng một bên nói rằng, Khưu Trường Xuân có một mình làm sao giành hết chùa lớn. Thôi bây giờ biểu một người đổi một người, văn đổi không hết, bạn ta cũng ở lại đây, sẽ toan liệu. Thiền sư nghe nói rất mừng. Bữa sau Khưu Chân Nhân đến, Bạch Vân thiền sư nói, tăng nhiều chùa rộng, chùa lớn người ít. Nay thầy tới một người đạo, tôi đi một người tăng, mỗi người đổi một người, tăng đổi không hết thời đi cũng không hết, tăng ở cũng đặng, đạo ở cũng đặng. Khưu Chân Nhân đáp, như vậy cũng đặng, để tôi đi kêu chúng nó tới. Khưu Chân Nhân nói rồi đi ra ngoài chùa lấy cái phất trần trong tay áo, bước một nắm chỉ, thổi một hơi chân khí, quăng lên trên không trung. Đừng khi ta nay người sức ít, phải biết bên mình phép diệu hay. Hết phần H.